khác. Nhưng vì trong hội thánh đó các em là xin phép rửa tội, khi xin phép rửa tội cho con trai với ông bà và anh chị em đã sẵn sàng trách nhiệm đó cùng với thành phần đi. Nhân dân cộng đoàn trên dấu sinh giá cho các con.